ông lên đài, ông lên đài ông nói là hô hào đồng bào là tẩy chay, không không chấp nhận cái dự luật đó. Thì tôi có gọi điện thoại đến, tôi nói cái này mà bỏ những cấm vận, bỏ những cái chuyện đó là để cho đất nước của mình, dân chúng mình nó cày cấy, nó có phương tiện, nó buôn bán ở bên ngoài để đất nước nó giàu mạnh lên, chứ tại sao mà mình lại chống đối, trong khi tất cả các giống dân khác ở nước Mỹ này khi mà họ được buôn bán bình thường hóa, buôn bán với Hoa Kỳ thì họ đều cảm ơn, họ mừng, đâu ai chống đối đâu. Ngay cả những người Đài Loan ở Mỹ khi mà Trung Quốc vào TWO họ họ yên lặng, họ đâu có chống đối. Mà tại sao các anh ở Mỹ này mang lại chống đối cái người dân lao động ở Việt Nam buôn bán cày cấy ra cái hạt gạo, mà cái hạt gạo này đã từng nuôi nấng các anh rồi, bây giờ gạo đem đến bán ở Mỹ mà anh cấm anh kia không cho buôn bán, anh cắt đứt cái nồi cơm của người dân. Nếu anh nói anh thương dân yêu nước Việt Nam, cái đó anh phải mừng chứ, tại sao anh lại chống? Cái đó là cái tôi không hiểu là mấy anh chính trị của mấy anh Việt Nam Cộng Hòa, mấy anh nghĩ cái gì ở đây đây? Anh Phượng tiếp tục. Người ta chỉ có thể hành động một cách vô thức như vậy khi người ta biến thành một con chó Pablo. Vậy thôi. Đó, điều kiện hóa mới khi mình qua đây rồi mình tụ họp lại với nhau. Bây giờ mình trở lại với những cái sự suy nghĩ của mình. Tất cả những người nào khi lên máy bay rồi đáp, khi lên từ lúc lên máy bay để đáp xuống Hoa Kỳ để mà tạo dựng cuộc sống lần thứ nhì ở Hoa Kỳ, thì trong từ lúc khởi đầu lên máy bay cho tới khi đáp xuống đây, không có một người nào bao giờ cái người ta cũng phải nghĩ đến sự cảm ơn, mà phải mừng, là rất mừng, tất cả mọi người đều như vậy, rất mừng đã được sống, đã được đi máy bay và đến đây xây dựng lại cuộc đời. Tất cả mọi người, tôi bảo đảm với anh là anh và quý vị và các bạn là 100%. Mà chỉ có riêng người Việt Nam, mấy đặc biệt những người Việt Nam mà sau Việt kiều mình ở đây, thì ở đây này, khi mới tới đây mình có vậy. Sau đó mình tụ họp lại, xảy ra ông Việt Tân rất là quân phiệt, có vũ khí, có tổ chức, có tiền bạc, tổ chức rất giỏi. Thằng nào nó không nghe bắn chết. Anh thử ra cái sự sợ hãi của quần chúng, của quần chúng, của báo đài, báo chí, của bài viết biến thành của người ta phản xạ, không có suy nghĩ mà chỉ có phản xạ thôi, nhưng cũng cho Pablo. Những người Việt Nam mà chống cộng ở đây, họ có một cái não bộ, tôi không biết cái não bộ họ có nhìn vào cái sự thực hay không. Từ lúc mà cơn đợt bắt đầu, những đợt năm sau 1995 đã có một vài đợt từ khi đã ban giao với Việt Nam, có những đợt người Việt Nam bắt đầu trở về quê hương, bắt đầu nó khởi sắc, quê hương mình bắt đầu nó khởi sắc, đồng bào mình bắt đầu có no đủ, đời sống bắt đầu tạm ổn về vật chất. Ở đến năm thập niên 2000, ông Bill Clinton ông về Việt Nam, cái hình ảnh người Việt Nam bất ngờ mới thấy là đất nước nó thanh bình, nó tự do, nó dân chủ, nó hay còn khó khăn, nhưng mà khi nhìn lên cái gương mặt của người Việt Nam, một góc cuộc sống đó, rất là thanh thản, bình yên. Rồi đến thập niên 2005 là cái đà người Việt Nam nó về Việt Nam nó quá đông rồi. Cái hiện tượng mà nói xấu về đất nước Việt Nam đó, bắt đầu nó phơi bày. Tôi nói anh là nó phơi bày là lý do là tại sao. Người ta thấy Việt Nam bây giờ nó càng ngày càng khá, người dân Việt Nam nhiều có cơ hội để phát triển, người dân có nhiều cơ hội để làm việc, nhất là đất nước đã quy hoạch những chương trình kinh tế và người dân bắt đầu no đủ, bắt đầu sản xuất để bán ra ngoại quốc, người dân bắt đầu thoải mái, sung sướng lên, hạnh phúc hơn, bắt đầu đón những người Việt ở hải ngoại về quê làng ở đất nước Việt mình, có những bữa ăn rất là sung túc. Đó là những thời kỳ mà những người thanh niên Việt Nam bắt đầu trở về đất nước. Họ vui mừng khi mà thấy đất nước nó bắt đầu nó đi lên, nó phát triển tốt đẹp. Thì cái hình ảnh mà ở bên Mỹ bắt đầu mà nói xấu về Việt Nam nó bắt đầu nó lu mờ từ từ. Vì quá đông người Việt Nam đã chứng kiến cái
cái đất nước nó đã đi lên, nó đã đổi sắc, nó đã cái hình ảnh của một sinh viên học sinh ở trường ngoài Hà Nội hoặc ở trong thành phố Hồ Chí Minh, thấy những cái răng của những bé nó đều đã chắc chẻo, chứng tỏ là có một cái y tế nó giúp cho người dân nó được hoàn thiện tốt đẹp. Và khi mà nhìn thấy một người dân mà có đầy đủ răng và chắc như vậy, và bạn phải suy nghĩ đó là cái nền, cái cuộc sống của người dân nó được bảo đảm, nó tốt đẹp. Thật ra cái sức mạnh mà nuôi nấng những đứa trẻ ở cái thế hệ đó, nó mạnh hơn, nó giàu giàu hơn thế hệ ông cha của bố mẹ anh em của họ. Thành ra những đứa trẻ đó nó sung túc, nó khỏe mạnh, thành ra cái răng nó to, nó lớn, nó chắc và nó trắng. Thì mình nhìn đó là tôi nhìn từ đó là tôi nó bắt đầu tôi buồn, tôi cười là đất nước mình đã khởi sắc tốt, là những đứa trẻ Việt Nam nó có cái bản răng nó rất đẹp như vậy, là cái nền kinh tế nó tốt, nền y khoa tốt, xã hội nó tốt, nó mới có những cái thế hệ như vậy. Thì cái hình ảnh mà bên Mỹ này nói ở Việt Nam, nó cứ nói đồng về Việt Nam nghèo đói mới chết đói, nó trở thành khôi hài. Và cái năm 2000 tôi có về Việt Nam đó anh, và tôi thấy người dân sống rất là thoải mái. Cái chuyện mà nó hồi xưa nó cứ tuyên bố Việt Nam chỗ này đói chỗ kia đói, nó trở thành cái hài kịch, chứ không còn là cái chuyện mà tin tức mấy anh đưa ra, mấy anh chỉ có nói xuyên tạc, mấy anh nói dóc. Đó là cái hình ảnh ở cái phố Bô Sa này như vậy, nó tồi tệ như vậy. Cái nợ mấy người Việt Nam phải giả. Anh nói chuyện về cái gọi Việt Kiều nên phải giả. Cái giả cái gì anh? Giả là mỗi lần mình dùng tiếng Việt Nam, mình chửi bới các bà mẹ ruột mình, bà mẹ là cho mình tiếng mẹ đẻ, mình dùng cái tiếng bà dạy mình chửi bà. Với tôi anh mới nhận ra đó, cho thiệt, khi mà nó chửi bà mẹ đẻ của anh được đó, thì là tất cả những người khác nó không có còn giá trị gì cả. Khi mà tôi mua được cái xe đó thì tôi sẽ bỏ, đầu tiên tôi sẽ bỏ tiền ra tôi mua cái bảng số được để chứ Việt Nam. Không, bảng số của tôi là tôi không có nói đâu, nhưng mà tôi bảng số của tôi nói là tôi hy vọng là không có thằng nào mua trước tôi. Tôi nghĩ là làm sao bây giờ tôi có thể mua được bảng số đấy nhỉ? Là chỉ có một cách đó là tôi mua, là bây giờ là tôi ra đổi cái bảng số xe của tôi để tôi mua cái bảng số xe khác. Nhưng mà khi mà tôi mua được cái xe VinFast đó thì tôi sẽ đặt mua một cái bảng số xe, mà cái bảng số xe của tôi là rất là đặc biệt. Mà nó đọc đến thì người ta khi mà nó nhìn thấy thì biết. Cháu đoán rồi. Là 30 tháng 4. Đúng rồi, cháu đoán là 30/04/1975. Thế. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Biển số 30/04/1975. Cháu đoán vậy. Cái đó thì đấy, mình sẽ chơi đoán cho nó đầy đủ luôn, nó thấy. Ông Ngô Kỳ có lên sóng, ông ta nói là ông ta ủng hộ tất cả các sản phẩm xuất xứ từ Việt Nam. Bởi vì đó là quê hương đồng bào của mình. À, khi khán giả hỏi ông có mua VinFast không, ông ta nói là muốn nhưng mà không có tiền vì homeless, không có tiền. Các bác có kể chuyện là người ta cầm cái hòm, người ta quyên góp mua cờ treo bôn xa. Thế thì sau khi những cái cuộc mà quyên góp như vậy thì có một cái cơ quan kiểm toán độc lập nào hoặc là một cơ chế giám sát nào cái việc thực hiện quỹ đấy không ạ? Không có đâu anh. Họ sau khi tôi nói anh nghe có nhiều chuyện buồn cười trong vấn đề mà quyên tiền, mà cầm cái thùng mà đi quyên tiền mà xin tiền đó, một hội nhóm nào đó mà sau khi đã quy tụ mà số tiền nó về, mỗi lần mà đếm tiền xong đó, họ chia chác nhau thế nào không biết, nhưng mà thế nào cũng đưa nhau ra tố nhau là ăn tiền, không năm nào là không có xảy ra là cái chuyện nó vỡ nợ ra, là tổ chức lễ lọc để quyên tiền để dành cho cái ngày 30 tháng 4, là những cái ngày lễ cuối năm, cái ngày Tết, họ lo họ đi quyên tiền, họ đi lấy cái chợ Tết và tổng hội sinh viên tổ chức hay là những hội đoàn tổ chức, cái số tiền mà họ nhận được đó là đa số một phần nào họ để ra cái quỹ cho ngày 30 tháng 4. Nhưng mà năm nào cũng vậy, sau khi cái quỹ tiền mà họ nhận được rồi họ chia chác nhau làm sao đó, không chia đúng ăn đủ hay sao đó, rồi cũng đem nhau tố nhau ở trên báo chí. Đó là cái hình ảnh của mấy anh Việt Nam của họ là như vậy. Không có đời nào mà làm ăn cho nó đàng hoàng mà không có tai tiếng hết.
năm nào cũng có tai tiếng về cái chuyện mà gây quỹ rồi chia rồi anh này cãi anh kia tùm lum lên, nó bêu dếu nhau trên báo chí mà nó không biết mắc cỡ đó. Là cái hình ảnh đó nó trở thành cái khôi hài ở cái phố Bô Sa này. Cá nhân bác đã lần nào mà ủng hộ, đã có lần nào ủng hộ họ chưa? Tôi chống cái chuyện đó là vì tôi phải bỏ tiền cho họ được. Tôi chống cái chuyện mà treo cờ và cái ngày lễ là ngày lễ dân tộc là cờ đỏ sao vàng thì anh treo thì tôi ủng hộ, như vậy tôi treo cái lá cờ vàng ba sọc sao tôi ủng hộ được? Các anh đi chống lại đất nước Việt Nam làm sao tôi ủng hộ mấy ông đó được? Thành thử không bao giờ tôi bỏ tiền ra cho mấy ông đó hết, nhưng mà tôi quan sát những cái sự việc nó xảy ra ở cái phố Bô Sa. Họ đi quyên tiền bằng mọi cách, nhưng mà khi mà họ có tiền là có chuyện cãi nhau. Họ đem nhau ra tố khổ nhau trên báo chí. Không có tổ chức nào mà không có cái chuyện lộn xộn như vậy. Đó là cái hình ảnh, cái đuôi hận thù bán hàng giả ở cái phố Bô Sa này nó như vậy. Vâng, bác ơi. Thế cái hình thức họ tố nhau ấy, nội dung là như nào ạ? Họ tố ông kia lấy tiền, ông nào lấy tiền. Họ kêu là ông này lấy nhiều tiền quá mà không chi ra bao nhiêu. Nó xảy trên báo chí. À, tức là họ tố nhau là biển thủ công quỹ ạ. Công quỹ cái tiền mà lấy ra mà chia ra, xong là ông này kêu ông kia lấy bao nhiêu. Họ tự động họ nó kê khai là ông này lấy bao nhiêu, ông kia lấy bao nhiêu. Vâng. Cho hội đoàn này bao nhiêu, cho hội đoàn kia bao nhiêu. Nhiều khi những hội đoàn mấy ông đẻ ra, hội đoàn mấy ông cho mấy ông tôi chứ không cho ai. Mỗi cái hội đoàn là do mấy ông đặt ra mà. Có 10 cái hội đoàn là toàn là anh em bà con của mấy ông hết. Rồi mấy ông chia tiền ra cũng là mấy ông, anh em của mấy ông đó thôi. Chứ đâu có ai của nó đâu. Thế dòng họ cũng hoàn với mình. Mà cũng cãi nhau nhá. Chia như vậy mà vẫn cãi nhau. Tiền là tiền của bá tánh, nhưng mà chia nhau á, ăn không đủ là cãi nhau. Đó, hình thức của nó là như vậy, nó chẳng có giúp ích gì cho cái cộng đồng ở ngay cái phố Bô Sa này. Nhiều khi đó, những cái cuộc biểu tình đó làm cho người ngoại quốc họ khinh bỉ những người dân Việt Nam sống ở ngay Hoa Kỳ này. Lý do là gì? Tụi mày không làm gì ở đất nước Mỹ này, cái tối ngày đi biểu tình làm chật đường, làm ghém tắc cái đường xá ở cái phố Bô Sa. Có thời kỳ dân ở đó nó đề nghị với ông thị trưởng là đừng cho duyệt binh ở cái phố Bô Sa, nó tạo thành cái kẹt xe cho người dân ở bản xứ ở đây. Đó là hình ảnh là như vậy. À, có thông tin mới bác Song Phạm cung cấp rất hay, tức là có kiến nghị là không cho diễu hành, diễu binh, duyệt binh quân lực Cộng Hòa trên phố Bô Sa. Bác nói kỹ hơn vấn đề này được không ạ? Chi tiết rất mới ạ. Cái người dân họ chống đối mà anh, họ đang ra thành phố họ phản nàn cái chuyện đó. Mỗi lần mấy ông tổ chức biểu tình ở phố Bô Sa là nghẹt đường, chặn đường là không đi qua lại, khó khăn. Và họ cũng họ bày tỏ cái chứng kiến của họ, nói tụi tao không muốn đi qua cái phố Bô Sa của tụi mày nữa. Hỏi tại sao? Nói vì kẹt xe quá, tụi mày biểu tình mẹ kẹt xe cả mấy tiếng đồng hồ. Họ không bằng lòng cái chuyện đó. Mà hai hay biểu tình nữa, làm cho những người dân ở chung quanh họ ồn ào, đậu xe lung tung ở chung quanh cái thành phố Bô Sa. Người dân bản xứ họ đó họ bực mình. Đó là cứ nhiều khi họ phàn nàn đến cái nghị viên là không cho tụi nó đi biểu tình nữa, nó lộn xộn quá đi. Đó là những cái hình ảnh đó nó xảy ra ở cái phố Bô Sa này. À vâng, tôi không thấy người tức là các cái người mà đề nghị hội đồng thành phố phàn nàn com lên ấy là không cho duyệt binh quân lực Cộng Hòa trên phố xa, đó là những cư dân bản địa hay là người gốc Việt mình ạ? Cái đó là những người dân bản xứ này, người dân bản xứ này, người dân Hoa Kỳ đó, ở chung quanh cái phố Bô Sa họ phàn nàn cái chuyện đó. Còn mấy anh Việt Nam ở chung quanh đỡ đố ông nào dám mở miệng nói, mở miệng đến nó biểu tình trước nhà là khổ với nó. Nó còn bạo động thì khổ. Thành thử ra những chuyện mà làm đó là chỉ có người dân Mỹ da trắng họ phàn nàn ở thành phố. À, như vậy là một cái thông tin rất mới bác Song Phạm ạ. Cái thông tin này cháu Bảo Trâm sẽ đăng lên làm cái tiêu đề. Có chi tiết rất hay.
người dân bản xứ đã phải làm rồi. Thế thưa bác, những cái lần mà họ xin phép biểu tình hoặc là duyệt binh Việt Nam Quân lực Cộng hòa v.v. á, thì họ có phải nộp một cái phí nào cho thành phố không ạ? Theo tôi biết là theo tôi biết họ phải đóng tiền insurance để họ tổ chức cái đó, rồi họ phải đóng cho thành phố một số tiền để làm vấn đề an ninh cho những người dân khi mà họ làm cái biểu tình, họ đi diệt binh đó, họ phải đóng cái tiền thứ nhất là tiền nộp cho thành phố để thành phố giữ an ninh, rồi phải làm sạch sẽ đường phố sau khi đi diệt binh xong, đi biểu tình xong, họ phải có người đi làm sạch thành phố, thì hai cái số tiền họ phải đóng. Về sau này á, nó đẻ ra một cái nữa tôi nghe á, là nó đẻ ra cái chuyện là anh muốn treo cờ anh phải đặt cọc bao nhiêu tiền vào cái cho thành phố để anh được treo cờ. Tôi nghe nói là khoảng 50.000 đô la thôi, chứ không phải số tiền nhỏ đâu. Nhưng mà tại sao phải đặt cọc nhờ? Tại sao phải đặt cọc bác? Họ làm như vậy để mấy anh đừng có treo cờ nữa. Là anh muốn treo cờ anh trả tiền 50.000 đô la đi để anh được treo cờ. Đó là những cái mà họ gián tiếp họ ngăn ngừa mấy anh đừng có treo cờ lung tung lên. Họ phải làm như vậy. Mỗi lần mà thấy cái phí mà mỗi lần lên cao á, là một hình ảnh họ chống đối mình, họ làm như vậy. Vì đất nước Mỹ này tự do, họ chỉ có chống mình bằng cách họ tăng cái giá phí, chi phí nó lên thì mình phải giảm bớt cái sự treo cờ lộn xộn lung tung lên, chứ họ đâu có cấm được. Nước Mỹ là tự do, đâu cấm mình treo cờ được. Cứ coi như là biết là các bố cờ vàng này là nghèo, cứ tăng phí lên là không có tiền là tự là phải dẹp. Đúng. chẳng hạn tôi nói một cái thí dụ ở cái đường Bushar với đường Westminster đó, có cái park ở đó, nó gần cái trường học tiểu học trường trung học ở đó đó. Mỗi năm á, người Việt Nam hay tổ chức ở cái park đó. Thì khi mà tổ chức vậy á, mấy ông cứ cãi nhau, rồi sau đó nó để cái bãi rác ở cái thành phố. Rồi thành phố nó thấy mấy năm đầu tiên nó chưa đánh thuế, nó chưa đòi hỏi gì hết á. Năm nào mấy ông tổ chức xong, mấy ông ấm tiền, mấy ông xài, chia nhau xài, mấy ông không có chi phí vấn đề làm sạch cái park đó. Để sau này nó làm thành cái luật, nó bảo là phải chi tiền ra đó để đóng vào cái cho người đi dọn dẹp sạch sẽ những cái rác rưởi, mà sau cái ngày mà Tết chẳng hạn thì mấy ông nó phải trả tiền chi phí để cho người ta làm sạch cái bát. Dần dần anh có biết tưởng tượng không, chỉ cho mượn cái bát cái ngày lễ, mấy cái ngày lễ Tết, 3 ngày Tết mà nó lấy lên cái cả 100.000 đô la rồi. Đến cái độ mà mấy ông tổng hội sinh viên mà khi tổ chức ở cái bát nó là mẹ tao thâu được hơn 150.000 đô la, mày lấy 100.000 thì mẹ tao còn bao nhiêu tiền nữa mà tao tổ chức. Đó là cái hình ảnh mà thành phố nó cố ý đặt ra những điều kiện đó để chi mẹ bớt dần cho mấy anh. Thành ra nó mới nâng cái tiền mà chi phí nó lên, mà đánh thuế cao lên để mấy anh giảm bớt lại. Đó là cái hình thức họ chống đối, nhưng mà họ chống đối một cách khéo léo. Họ bắt anh phải đóng cái tiền chi phí lên 100.000 đô la là mấy ông kia la hết à, lên la là. Tại vì thường thường mỗi một kỳ mà 3 ngày Tết họ thâu cũng gần, có năm thâu là 300-400.000 đô la thôi. Mà bây giờ thành phố có năm bắt đầu nó eo ọt rồi, những năm gần đây nó eo ọt rồi, người ta đi ít rồi á, thì lấy 100.000 là mấy ông bỏ chạy hết. Vâng. Thế thôi, qua một thời gian trò chuyện thì cảm ơn các bác Song Phạm và Bí Thư Phượng, những cư dân ở bốn xã đã cung cấp những thông tin rất là thú vị về tình hình cái cánh cờ vàng Trung Cộng và nhiều chuyện khôi hài. Thì cảm ơn các bác và chúc các bác có những cái ngày nghỉ thật là vui vẻ. Cảm ơn các bác ạ. Vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn anh, chào quý vị. Giữ đất tổ quốc lẽ lên hình tia chớp ngăn tù.